mọi người. Ngày hôm nay Chloe có một video trả nợ, bởi vì đây là một video mà Chloe đã được request rất là nhiều. Đó chính là video về những chiếc áo ngực mà Chloe hay mặc nhất. Và Chloe cũng nghĩ là các bạn nữ ai cũng nên có những chiếc áo này. Chloe nghĩ sở dĩ mọi người muốn Chloe làm video này chính là vì lâu lâu Chloe sẽ có những cái outfit nhìn vào mà mọi người không biết là Chloe mặc áo ngực kiểu gì. Đây cũng là một cái video rất là hay ho. Nhưng mà trước giờ Chloe chưa có làm á, là bởi vì Chloe không có tưởng tượng được là mình sẽ review áo ngực như thế nào để mà nó vẫn lịch sự, vẫn không có quá lộ liễu nhưng mọi người vẫn biết được những thông tin đó. Cho nên ngày hôm nay bên cạnh việc mà Chloe show cho mọi người những chiếc áo mà Chloe có, thì Chloe sẽ cố gắng kết hợp nó với những cái bộ trang phục mình sẽ mặc với nó, để mọi người có thể tưởng tượng được là Chloe sẽ cần những chiếc áo đó vào những cái trang phục như thế nào. Trước khi bắt đầu nói về từng chiếc áo thì Chloe sẽ list ra những cái lưu ý để mọi người lựa chọn và mua áo ngực ha. Lưu ý đầu tiên chính là bạn phải chọn size áo ngực vừa vặn với cơ thể của mình. Chloe thấy cái này rất là quan trọng, bởi vì một chiếc áo có đẹp đến cỡ nào, có nâng ngực nhiều đến cỡ nào, nhưng mà nếu mà nó không vừa với người của mình á thì nó cũng sẽ không tôn dáng. Và Chloe hay nghe mọi người nói với nhau có một tip á, là để nhìn ngực nó đầy đặn hơn thì mọi người sẽ chọn mặc áo nó chật hơn. Tuy nhiên Chloe thấy là điều hoàn toàn không nên. Trong một ngày thì mình sẽ mặc áo ngực rất là lâu, cho nên là không những là nó sẽ không thoải mái mà nó còn sẽ gây ra những cái hậu quả về sức khỏe nữa, giống như là nó sẽ gây viêm da hoặc là đau cơ, mỏi cơ, thậm chí nặng hơn là nó sẽ dẫn đến những cái bệnh như là ung thư vú. Thay vì dùng một cái trick mà nó quá là không thoải mái như vậy thì mình nên chọn áo ngực đúng size. Và đúng size ở đây á, thì mình phải lưu ý là có cả size số và size chữ, tức là ví dụ như là 32A, 34B, và mỗi hãng á, thì cái size của họ nó sẽ chênh lệch một chút nữa. Cho nên Chloe khuyên mọi người là một khi á, mà bạn đã lựa được một cái size, một cái form áo ngực vừa vặn với mình ở một cái brand nào đó mà nó vẫn rất đẹp á, thì mọi người nên cứ mua theo cái hãng đó. Còn một khi mà bạn chuyển qua một cái brand khác thì mình phải đo lại áo ngực ở cái cửa hiệu của brand đó nha. Tip số 2, bên cạnh việc xác định được cái size của áo ngực thì mình phải xác định được cái form nào mà mình sẽ hợp nhất. Không biết mọi người có biết không, nhưng bên cạnh những cái loại áo ngực khác nhau thì còn có những cái loại bầu ngực, cái style bầu ngực khác nhau nữa. Chắc chắn với những bạn nào mà còn đang struggle, còn đang chọn áo ngực ở thời điểm đầu á, thì sẽ khó mà tìm được một cái áo mà nó hợp với mình ngay lập tức. Thì Chloe nghĩ là mọi người đừng nản, mà mình hãy tiếp tục thử những giá áo khác đến khi nào mà tìm được cái ưng ý nhất thì đó sẽ là cái đẹp nhất. Và một điểm nữa mà Chloe muốn nói mọi người đó chính là không phải áo cứ push up càng nhiều thì nó sẽ càng nâng ngực. Cách đây khoảng 4-5 năm á, Chloe nhớ được đó là có một chiếc áo ngực của Victoria's Secret tên là Bombshell. Nó nâng ngực rất là nhiều, mút rất là dày. Tuy nhiên là không phải form ngực nào nó cũng sẽ hợp. Lát nữa khi mà Chloe nói đến áo push up thì Chloe sẽ cho mọi người xem một ví dụ của một chiếc áo nâng ngực mút rất là dày so với một chiếc áo mút vừa phải thôi, nhưng mà cái hiệu quả mà cái áo mút nó vừa vặn hơn với mình á thì nó sẽ đẹp hơn. Cho nên bây giờ thì Chloe sẽ bắt đầu cùng với 7 chiếc áo ngực mà Chloe hay mặc nhất. Chiếc áo đầu tiên mà Chloe muốn nói đến chính là chiếc áo mà Chloe hay mặc nhất, và đó chính là áo ngực không dây strapless bra. Và đây chính là cái dáng áo ngực mà Chloe có nhiều nhất ở trong tủ đồ của mình. Chloe nghĩ đây là dáng áo tiện nhất, bởi vì mình có thể mặc cùng với những cái áo hai dây như thế này, áo trễ vai, áo hở vai, nói chung tất cả những cái dạng áo nào mà cổ nó hơi rộng một xíu hoặc là không có cổ. Và không biết vì sao nhưng Chloe nghĩ là bây giờ đồ của Chloe á, mặc dù có những chiếc áo có tay nha, nhưng mà cổ nó vẫn sẽ hơi rộng, cho nên là nếu mặc áo có dây một phát là nó sẽ bị lộ. Hồi xưa thì những người bạn thân Chloe hay hỏi là tại sao Chloe có thể mặc những chiếc áo không dây được, bởi vì mọi người nghĩ hoặc là mọi người có một cái trải nghiệm là áo không dây thì nó sẽ dễ bị tuột. Tuy nhiên đối với Chloe thì Chloe thấy mặc áo không dây mà nó vừa vặn với người của mình á, và nó là một chiếc áo tốt, có những cái điểm như là có gọng để support nè, có mút một xíu để mà nó thực sự nó ôm vào người của mình, phần dây lưng nó đủ to để mà nó ôm vào lưng của mình á, thì nó cũng sẽ không dễ tuột đâu. Lúc mà Chloe soạn áo ngực ra để mà quay video này thì mình nhận ra là có một cái dáng áo ngực mà Chloe mặc nhiều nhất, tất nhiên là đang nói về strapless bra rồi, thì Chloe thấy là Chloe hợp với cái dáng áo này của Coral V. Thì Coral V là một hãng có tại Việt Nam luôn, rất là dễ mua. Form dáng của Coral V có vẻ như là hợp với lại form dáng người châu Á nhỏ nhắn như cỡ Chloe á, hơn là các brand La Senza hay là Victoria's Secret. Đó là một minh chứng của việc cùng một size nhưng mà form áo của các hãng nó sẽ khác nhau. Và nhất là với áo ngực không dây thì mình càng phải tìm một chiếc áo nào mà form và size của nó hợp với người của mình. Dáng áo ngực thứ hai chính là push up bra, và Chloe nghĩ là cô gái nào thì cũng nên có một chiếc áo push up nâng ngực cho ngực nó đầy đặn hơn một chút, quyến rũ hơn, sexy hơn, hoặc là chỉ là để cho cái tổng thể body của mình nó
đầy đặn hơn. Tuy nhiên như phần đầu video Chloe có lưu ý mọi người á, là khi mà chọn push up bra thì không phải mình cứ nên chọn chiếc áo nào mà thật là nhiều mood. Ví dụ ở đây Chloe có một chiếc áo đã từng rất hot. Mẫu áo này có tên là Bombshell Bra của Victoria's Secret. Cái phần mood của cái chiếc áo này nó rất là dày, nó phải dày gấp đôi hoặc gấp 3 lần một chiếc áo bình thường á. Cái phần đệm này á, nó phải lên đến 2/3 của cái cúp ngực, và phần bên hông bên này là kiểu side boob này nữa. Thì đây từng là một chiếc áo rất hot bởi vì được Kylie Jenner lăng xê, và mọi người thì biết là vòng một của Kylie Jenner như thế nào rồi. Với Chloe, một người có ngực cũng khiêm tốn, cũng bình thường, thì nó không hợp với dáng ngực của Chloe. Mọi người hãy tưởng tượng tay Chloe là một cái bầu ngực, thì khi á, mà ngực của bạn khiêm tốn mà mình chọn một chiếc áo push up quá tham, cái chuyện mà ngực của mình nó sẽ không có đầy được ở đây á là một chuyện rất dễ xảy ra. Thì như thế này á, khi mình mặc đồ thì nó sẽ rất là dễ nó bị hằn cái đường line áo lên chiếc áo của mình, hoặc một số áo mà nó sẽ hơi hở thì rất là dễ xảy ra cái sự cố lộ hàng. Đây cũng là một chiếc áo push up đến từ line pink, là cái dòng trẻ hơn của Victoria's Secret. Và với Chloe á, thì những chiếc áo push up nhiều nhất mình có thể mặc được là nó như thế này thôi. Bên cạnh những cái mút bằng vải như thế này thì trên thị trường sẽ còn những cái loại nhét vào như là có silicone hay là có nước nhét vào nghe hơi ghê, nhưng mà ý là thay vì ở đây là cái vải thì nó sẽ là silicone hoặc là nước để mà nó êm và nó tạo cảm giác tự nhiên á. Nhưng mà Chloe thấy á, những chiếc áo push up thì mình nên mặc theo dịp thôi, chứ Chloe không nghĩ là mình nên mặc áo push up cả ngày, bởi vì khi mặc hàng ngày như vậy thì nó sẽ không tốt cho cái chuyện máu lưu thông, chuyện thoải mái nữa. Chiếc áo số 3 cũng là một chiếc áo mà Chloe cực kỳ tâm đắc, nhưng mà Chloe nghĩ là chắc cũng chưa nhiều bạn biết tới chiếc áo này. Chiếc áo này có tên là áo cúp chữ V sâu, hay là được gọi là The Plunge Bra. Bởi vì cái phần crack của chiếc áo này nó rất là sâu và nó sẽ dành cho những cái loại đầm hoặc là áo mà nó có cổ sâu. Và bản thân Chloe cảm thấy đây là một trong những dáng áo hắt ngực nhiều nhất. Mặc dù cái mood của nó rất nhẹ nhàng nha, gần như đây không phải là áo push up. Nhưng mà bởi vì chắc là thiết kế của chiếc áo này có một cái phần đai ở ngay dưới đường chân ngực như thế này, nên là nó có một cái effect là nó sẽ giúp đẩy cái phần ngực của mình lên nhiều hơn bình thường nữa. Mọi người sẽ thấy là cái phần cúp ngực của chiếc áo này nó nhỏ hơn bình thường, vừa nhỏ bên này vừa bị cắt bên này để mà nó không có lộ ra ha. Và bên còn lại thì được nối với cái đai từ dưới lên trên như thế này, cho nên toàn bộ phần ngực của mình nó được có một cái sự hỗ trợ. Tuy chiếc áo này có khả năng nâng ngực và tạo khen ngực xinh xinh như vậy, nhưng nó vẫn không thể thay thế được push up bra. Bởi vì mọi người nên hiểu là push up bra thì nó sẽ giúp ngực mình nó đầy đặn ở phần trên, nó sẽ giúp đẩy lên. Còn chiếc áo này á, thì nó sẽ giúp ngực mình nó gần lại với nhau hơn, nó đẩy từ ngoài vào trong. Và chính vì vậy cho nên chiếc áo này vẫn đẹp nhất khi mà mặc với những chiếc áo mà nó cổ sâu thôi. Còn nếu mà bạn mặc chiếc áo này với một chiếc đầm bình thường thì sẽ bị một cái effect là ngực mình nó sẽ trông phẳng hơn bình thường một chút so với những chiếc áo ngực khác. Kiểu áo tiếp theo mà chắc là sẽ rất nhiều cô gái có trong tủ đồ của mình chính là t-shirt bra, hay còn được biết đến là áo ngực để mặc cùng với áo thun. Thì t-shirt bra có lẽ là cái form áo đơn giản nhất, và thật ra chính vì nó quá đơn giản như vậy cho nên đây chắc là cái kiểu áo mà Chloe ít mặc nhất. Tuy nhiên là vẫn cần đến nó. Vì sao? Là bởi vì t-shirt bra sẽ được thiết kế để mà có thể ẩn mình dưới những cái lớp áo thun để mà nó không có viền, không bị lộ ra. Thì thông thường khi chọn áo ngực để mặc áo thun á, thì bạn sẽ chọn một chiếc áo nào mà cúp ngực nó trơn toàn bộ để mà không có bị lộ, không có bị hằn lên áo. Và cái phần line ngực này á, nó cũng thật là ôm, với một số điểm nữa như là kiểu cái dây áo nó phải ít trơn tuột, và cái phần quai phía sau á, nó cũng ôm vào người của mình. Một chiếc áo t-shirt bra thông thường sẽ đề cao cái sự thoải mái hơn là cái nâng ngực hay là độ quyến rũ gợi cảm, cho nên nó sẽ rất là đơn giản như thế này thôi. Tiếp theo thì chúng mình sẽ có bralette, chính là những chiếc áo ngực mỏng, nhẹ, thoải mái. Ở đây thì Chloe sẽ có hai dạng áo bralette. Một là những chiếc áo hoàn toàn bằng vải, bằng cotton như thế này, mặc rất là thoải mái, không có gọng, cho dù là có đệm mút thì nó cũng rất là mỏng, chỉ hoàn toàn là để cover up. Hoặc bralette cũng sẽ chính là những chiếc áo ren mỏng như thế này, rất là điệu. Tuy nhiên một khi để mặc bralette là mình sẽ đánh đổi với cái sự nâng ngực, bởi vì đây đều là những chiếc áo mà nó gần như là không có đệm mút gì hết. Nếu mà bạn chọn những chiếc áo ren mà nó có gọng á, thì nó vẫn có thể giúp tôn lên vòng 1. Nhưng mà hầu hết á, thì Chloe thấy là kể cả bạn có vòng 1 khiêm tốn á, thì khi mà mặc những chiếc áo này á, nó vẫn rất là xinh theo một cách rất là riêng. Chloe sẽ chọn mặc bralette vào những ngày mà mình cần sự thoải mái, mình thích thật là thoải mái, mình không muốn mặc gì nó quá gò bó, nó quá là nâng đỡ, thì Chloe sẽ chọn bralette. Một điều nữa là những chiếc áo lót ren như thế này á, nó không những chỉ là một chiếc áo ngực ẩn ở trong, mà nó còn có thể layer với lại outfit của bạn để trở thành một cái bộ đồ rất là chic, rất là fashion. Và nếu mà để so độ dễ mua thì Chloe thấy là những chiếc
chiếc áo bralette, đặc biệt là những chiếc áo lót ren như thế này á, thì nó dễ mua hơn cực kỳ so với những chiếc áo push up. Bởi vì Chloe thấy là có rất nhiều thương hiệu từ bình dân cho đến cao cấp sẽ có những chiếc áo như thế này, và nó đủ xinh, nó đủ thoải mái, không cần phải lo về cái độ đúng chuẩn size quá nhiều. Chiếc áo ngực gần như cuối cùng chúng mình sẽ là áo ngực thể thao, hay còn gọi là sports bra. Cho dù bạn là một cô nàng không hay luyện tập thì vẫn nên có ít nhất một chiếc sports bra trong tủ đồ của mình. Bởi vì ví dụ như Chloe trong những chuyến đi du lịch, đi resort, thì Chloe thấy những lúc đó mình mặc sports bra là những lúc mà nó hợp lý nhất. Nó vừa lịch sự, nó vừa thấm hút mồ hôi tốt, mà nó vừa có một cái support, một cái hỗ trợ nâng đỡ cái bộ ngực của mình, tránh việc chảy xệ khi mà mình chạy hay là mình tập. Và áo ngực thể thao thì cũng có rất là nhiều loại khác nhau với những cái mức hỗ trợ khác nhau cho cái cường độ tập luyện của bạn. Chloe chỉ có một số lưu ý khi mà chọn áo ngực thể thao là nó nên có support mặt trước lẫn mặt sau, tức là mặt sau nó phải được thiết kế như thế nào đó mà nó ôm vào lưng của bạn, để khi mà mình có những cái động tác khi mình tập thể dục á thì nó sẽ không bị lộ. Thì ví dụ như chiếc áo này của Nike là một trong những chiếc áo yêu thích của Chloe, bởi vì nhìn nó rất là khỏe khoắn, kiểu edgy chic, nhưng mà nó vẫn ôm. Và tất nhiên những chiếc áo sports bra Chloe chọn thì luôn phải có mút nhẹ để mà nó không bị lộ hàng. Và loại áo ngực cuối cùng mà Chloe muốn recommend cho mọi người nhất định phải có thì nó lại không phải là một chiếc áo ngực, mà nó chính là miếng dán ngực. Thật ra miếng dán ngực thì có rất là nhiều type khác nhau. Bây giờ thì mình có những cái dán ngực mà nó gần như là một nửa của cái áo ngực bình thường á, nó là shape của cả cái áo ngực luôn, hoặc là miếng dán rất là basic là những cái miếng dán tròn tròn như thế này, hoặc là bây giờ có những cái gọi là keo dán luôn, kiểu fashion tape á. Nhưng mà Chloe thấy chỉ cần cái miếng dán ngực basic nhất tròn tròn như thế này là mình đã có thể mặc với những cái bộ trang phục mà không thể mặc áo ngực được rồi. Miếng dán ngực này chỉ đơn thuần là để mình không bị lộ hàng, cho nên là nếu mà với những cái kiểu áo nào bạn vẫn cần một chút support để nó nâng ngực, để bầu ngực nó đẹp hơn á, thì bạn sẽ không mong đợi nó được nhiều đâu từ những cái miếng như thế này, kể cả những cái loại mà nó bảo là nó có push up. Với những bạn nào mà đã không quan tâm tới cái chuyện nâng ngực rồi á, thì mình có thể mặc cái miếng ngực này với hầu hết mọi loại trang phục luôn, với những chiếc áo ống, áo quây, áo cột cổ, áo hở vai, tất cả mọi trang phục. Một miếng dán của nó sẽ như thế này. Chloe mua nó hơi xịn một chút. Nó là của hãng Hollywood Fashion Secrets, và bạn có thể tìm thấy cái brand này ở trên Ulta. Chloe cũng không ngờ Ulta, một cái brand bán đồ mỹ phẩm, mà nó lại có cái này, và Chloe không ngờ Chloe mua. Và miếng dán như thế này rất là dễ mua, mọi người có thể mua trên Shopee luôn cũng được. Nhưng mà cái điểm khác biệt giữa những cái miếng dán mà nó hơi đắt tiền hơn một chút so với những cái miếng dán bình thường á, là thứ nhất, cái shape, cái form của cái này khi mình dán lên ngực á thì nó sẽ ôm hơn, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái keo dán, Chloe nghĩ là nó cũng sẽ an toàn hơn. Cho nên là Chloe nghĩ là mình cũng nên kỹ một xíu khi mà chọn lựa mua những cái miếng dán này. Cũng như là tuy là nó được thiết kế để mình được tái sử dụng nhiều lần đi chăng nữa, thì Chloe nghĩ là bạn vẫn nên cần phải vệ sinh nó sau mỗi lần mà bạn mang. Bởi vì dù thời gian mang là ít hay nhiều thì khi mà mang mình cũng sẽ đổ mồ hôi á. Những miếng dán này theo kinh nghiệm Chloe là mình chỉ nên dùng hơn khoảng 10 lần một chút thôi, mình không nên dùng tầm 20 lần như là các hãng hay quảng cáo đâu. Bởi vì như vậy thì cái lớp keo nó dễ tróc, nó dễ rơi rớt khi mình di chuyển, thì như vậy cũng không quá hay. Và đó chính là bộ đồ ở ngực mà Chloe nghĩ là mọi người nên có trong tủ đồ của mình để có thể dễ dàng kết hợp với những bộ trang phục khác nhau. Chloe hy vọng là video này đã giải đáp được những thông tin mọi người cần về ống ngực, và hy vọng là mọi người thấy video này có ích. Nếu còn câu hỏi gì nữa hay là những cái tips nào bạn muốn share với Chloe và mọi người thì đừng quên comment ở bên dưới nha. Chloe sẽ gặp mọi người video lần sau. Stay gorgeous.